Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp tục chương trình đi dạo ở trung tâm Sài Gòn ngày hôm nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ xuất phát từ ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi cũng như là con đường Công Lý ngày xưa với lại đường Lê Lợi đó, phía bên kia là tòa nhà Takashimaya Sài Gòn Center nữa, ha. Tòa nhà rất là lớn, rất là cao, rất là đẹp. Và bên kia là con đường Công Lý đi thẳng ra cầu cầu Móng. Đây là con đường Lê Lợi đi ra cửa Nam chợ Bến Thành, công trường Quách Thị Trang. Chiều nay thì mình tiếp tục lang thang ở các con đường, đi ngang qua khu chợ cũ rồi ra Nguyễn Huệ để xem cuộc sống trời chiều của người dân ở các khu chợ cũng như ở trung tâm Sài Gòn này nó như thế nào. Và bây giờ là khoảng hơn 4 giờ rưỡi và chúng ta đang lang thang ở đây. Đây có shop máy tính, điện thoại, FPT shop. Ở khu có nhiều du khách thì có rất là nhiều những cái dịch vụ và có rất là nhiều những cái loại hàng hóa và có rất là nhiều những loại giá. Đi tới đây gió thổi mát mẻ quá nè. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đi ngang qua khu bán quần áo Phan Thành Center Sài Gòn, Sài Gòn Square. Bán nhiều quần áo giống như là khu chợ An Đông vậy đó, nhưng mà ở đây thì bán lẻ đó. An Đông bán sỉ, đồ đang rất là đẹp ha. Giày dép, dép rốc luôn nè. Mà này, mấy này mẫu cũ. Trời nóng quá, mấy chị em bán quạt, bán cây gãy lưng, nóng quá nổi sải mua về để gãi. Đây là bộ giao thông, cơ quan bộ giao thông ngày xưa nè, nhưng mà đây là thành bộ gửi xe, cái bãi gửi xe trong đây không có hoạt động gì hết ha. Mấy bữa thắc mắc ở đây không biết là cơ quan gì ngày xưa, thì có nhiều của chú anh chị cũng chia sẻ. Bên kia có cái gian hàng bánh giò, bánh mì ven đường đó,
Bữa em có mua ăn cũng rất là ngon, bạn đầu nhỏ cũng rất là thích. Số điện thoại là 0906 686728 28 0906 686728 28 à. Nếu mà anh chị mà có ủng hộ thì đến đây mình gọi trước ha. Tại đây bán chắc cũng cỡ giờ này gần hết rồi. Chắc cỡ mấy bữa em đi làm về 6 mấy ghé ngang hết trơn. Bán ngày có vài tiếng thôi. Mình ra đây là con đường Quỳnh Thúc Kháng nè. Đường Quỳnh Thúc Kháng hướng này là đi ra công trường Võ Thị Trang. Rồi mình trái là hướng về trường Cao Thắng với lại hướng về chợ cũ ra Nguyễn Huệ. Ở đây có một cái tòa nhà mà rất nhiều lần đổi chủ, mà sau khi hoạt động khoảng vài tháng là đóng cửa, vài tháng là đóng cửa. Hôm bữa mình đi có cái clip em mua cái gì đó, mua bánh mì bánh giò đó. Rồi sau cái clip đó khoảng chừng vài ngày là đóng cửa luôn, tới bây giờ luôn. Qua đường ở Sài Gòn không quen cũng ớn ớn. Những cái kiểu nhà của ngày xưa thì hầu như là có những cái tấm lam thế này nè. Thiết kế của ngày xưa ha, nhưng mà ngày nay thì không phù hợp về cái việc an toàn cho cái việc phòng cháy chữa cháy đó. Không có lối ra. Nó đẹp nhưng mà nguy hiểm. Đây có cái bãi xe, cũng một phần của cơ quan bộ giao thông vận tải luôn á. Tại vì em thấy dừng lại có một cái tấm tôn nè, ngăn cách nhau mà có một cái vách tôn. Bún cá xe đẩy. Bên trường bên kia là trường Cao Thắng. Buổi chiều nay lòng vòng như anh chị đi giống như là mình đang đi dạo ở đường phố Sài Gòn vậy đó. Sài Gòn cuộc sống mưu sinh, đâu đâu ngoài vỉa hè cũng thấy có người buôn bán, có người bán này người bán kia. Cô bán nước. Ở đây có một cái quán bún riêu mà rất là đông, lúc nào ở đây cũng có người xếp hàng hết trơn. Người ăn đông nườm nượp luôn á. Bún bò. Cái quán bún bò. Của tôi có ba cái mỏng hả? Bún bò Huế 24 giờ. Rồi ăn ở dưới đó. Ở trên nước chảy xuống. Kế bên có một cái xe rác. Thương ghê cuộc sống của Sài Gòn. Thank you.
đây là giao lộ Baxter với lại Quỳnh Thúc Kháng. Bên kia có số 90 Baxter. Ở trong đó có một cái rạp, cái rạp hát ngày xưa. Mà ngày xưa cũng có cô chú anh chị chia sẻ ha. Nhưng mà ngày nay là công ty cổ phần chứng khoán rồi, VN Direct rồi. Chúng ta qua đường nha. Đi dạo ở những con đường ở trung tâm Sài Gòn thì nó mát mẻ, chứ ở các con đường khác, ở các quận khác thì đi không nổi, tại vì không có nhiều bóng mát, tại vì không có nhiều những tòa nhà đó, với lại cái vỉa hè nó cũng không được rộng. Ở trung tâm thì cái vỉa hè rộng, cũng có nhiều người buôn bán nhưng mà cũng còn chút chút cho cái lối đi. Còn ở chỗ khác thì có những nơi vỉa hè có gần khoảng 4 tấc 4 tấc thì đâu có đi được, bất tiện ha. Con đường này về đêm thì nó sẽ khác, có rất nhiều những bóng hồng ngồi đây để chào đón khách. Còn mỗi ngày thì không phải là bóng hồng mà là bóng khác. Tới đây là giao lộ Tôn Thất Đạm nè. Tôn Thất Đạm với lại Quỳnh Thúc Kháng. Rồi chúng ta đi qua bên khu chợ cũ đây. Có anh Khôi Hoàng yêu cầu khi nào đến chợ cũ thì hỏi thăm dì Bảy, dì Chín ở gian hàng bán bánh kẹo 46A. Nhưng mà chắc hôm nay mình đi ngang thôi, đi ngang để nhìn thôi, chứ hỏi thăm thì phải mua gì đó hỏi thăm cho nó dễ ha. Thì khi hỏi thì cũng kỳ. Ở đây có tiệm bán chuối chiên viên là chuối. Cũng đóng cửa bớt, rất nhiều sạp người ta nghỉ bán do khách khứa đồ thưa thớt quá. Hôm nay nhiều sạp đóng cửa chứ ta. Đây có cái chung cư, chung cư này cũng xuống cấp. Sạp này đóng cửa nè. À,
có những sạp người ta trả sạp, người ta bán trong nhà, có như sạp lương bán trong nhà phía sau sạp. Ồ, sau đây nó nhiều sạp nghỉ quá ta. We're just like too sterile in Australia. Which is too clean. But that joke went on. Rồi. Người quen của anh Khôi, của chị Bảy nè. Chuối rồi tôm khô rồi mực sấy rồi hột dẻ, hột dưa, nước ngọt. Dạ bán con hạt dẻ này đi. 170 gói hả? Có gói nhỏ hơn không gì? Dạ con lẻ lẻ. Dạ, dạ, dạ. Hôm nay sao gì rời ra đây rồi? À. Nay thấy nhiều sạp đóng cửa quá ta. Dạ. Bao nhiêu tiền cơ? À, của em bịch tay thôi ha. Dạ, bịch đó thôi, ít rồi. Vậy là 85 ngàn. Dạ. Tại ta lấy thêm nữa, mình lấy nữa. Dạ. Nhiều ăn không hết, nó bị yếu. À, có anh Khôi, anh hỏi thăm mấy dì khỏe không? Ai? Anh Khôi. Ai vậy hả? Dạ. Bữa nào đi ngang chợ cũ hỏi thăm, gửi lời hỏi thăm. Hỏi dì Bảy, dì Chín khỏe không? Con của ai để nói cho má biết được. Dạ. Con của ai để má Bảy má Chín không nhớ. À, con hả? À. À, con đâu có quen ai đâu. À, dạ. Đi quen dì Bảy, bác Tùng rồi đó. Đó rồi có đi ngang thì hỏi thăm thôi. À, dạ. Rồi anh Hoàng, anh Khôi anh nhắn bữa nào đi ngang hỏi thăm, gửi lời hỏi thăm, lâu anh không có về không? Hôm nay thấy sạp đóng cửa thấy ngộ ngộ. À. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Thì sửa xong chưa vậy? Dạ. Dạ. À, rồi sắp mưa tới rồi. Dạ, thôi con đi. Dạ dạ. Dạ dạ. Đó, vài hình ảnh ở chợ cũ. Người quen của anh Khôi, của bác Tùng, bác Muối. Gửi lời hỏi thăm đến tất cả hàng xóm. Đường xưa lối cũ, nơi đó có ngôi chợ cũ, có ngôi trường xưa. Thank you.
nay đúng là có rất nhiều sạp người ta nghỉ ha. Rất nhiều sạp có đóng cửa, có những sạp đã đóng cửa từ rất là lâu rồi. Như đây sạp Võ Thị Dung, sạp 4B, giờ chỉ là những cái thùng mốt, cái sạp 1B nè. Và thôi, cái video clip ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây cũng xin kính chúc đến tất cả cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và những hình ảnh ở khu chợ cũ gửi đến anh chị, hy vọng là ta cũng thấy được khu xóm ngày hôm nay nó như thế nào, khi mà đã lâu rồi không có về Sài Gòn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.